Kính chào quý khách, hôm nay chúng ta tìm hiểu về gạo lứt đen nhé. Gạo lứt đen là loại gạo rất đặc biệt, còn được gọi là gạo cấm bởi lịch sử lâu dài và thú vị của nó. Gạo lứt đen là loại gạo đen nguyên cám, không tách vỏ cám, bởi trong vỏ cám của gạo lứt đen có rất nhiều chất dinh dưỡng quý giá. Tác dụng của gạo lứt đen. 1. Gạo lứt đen nâng cao sức khỏe hệ tiêu hóa. Hàm lượng chất xơ có trong gạo lứt đen khá cao. Chất xơ là một trong những dưỡng chất quan trọng góp phần vào quá trình điều hòa cholesterol. Đồng thời nó có tác dụng giúp hệ tiêu hóa luôn khỏe mạnh, ngăn ngừa một số tình trạng khó chịu như đầy bụng, khó tiêu, tiêu chảy, táo bón, đau dạ dày. 2. Gạo lứt tác dụng tốt với hệ tim mạch. Rất nhiều nghiên cứu đã chỉ ra rằng ăn gạo lứt giúp nâng cao sức khỏe hệ tim mạch. Gạo lứt không chứa hàm lượng natri, do đó nó có tác dụng ổn định huyết áp, làm giảm lượng cholesterol xấu trong cơ thể, đẩy lùi được các bệnh liên quan đến tim mạch chẳng hạn như xơ vỡ động mạch. 3. Nâng cao sức đề kháng, hệ miễn dịch, cơ thể chúng ta sẽ được bảo vệ tốt nhất, chống lại được nhiều vi khuẩn, bệnh tật gây hại nhờ sức khỏe của sức đề kháng, hệ miễn dịch. Vitamin C chính là yếu tố quan trọng, cần thiết nhất có việc thực hiện chức năng này. Không những thế, vitamin C có trong gạo lứt còn có tác dụng hình thành bạch cầu, ngăn chặn sự tấn công của các mầm mống bệnh tật. 4. Gạo lứt tốt cho xương. Tác dụng của gạo lứt đối với hệ xương khớp rất tốt. Càng lớn tuổi, cơ thể chúng ta càng yếu dần, kéo theo sự giảm thiểu chức năng của hệ cơ quan, xương khớp cũng không ngoại lệ. Vậy làm cách nào để có thể nâng cao sức khỏe xương khớp? Có thể bạn chưa biết, phốt pho là một chất cần thiết tham gia vào quá trình bảo vệ xương khớp. Đây là chất được tìm thấy trong gạo lứt đen. 5. Gạo lứt đen giảm cân. So với gạo trắng, gạo lứt đen chứa hàm lượng thấp calo, chứa nhiều chất xơ. Do vậy, đây là một trong những thực phẩm được các chị em ưa chuộng, sử dụng phổ biến trong quá trình giảm cân. 6. Đẩy lùi quá trình lão hóa. Theo kết quả nghiên cứu, chất chống oxy hóa có trong gạo lứt cao hơn nhiều lần so với gạo trắng, trung bình khoảng 20-30 lần. Các chất oxy hóa có tác dụng ngăn chặn sự hoạt động của các gốc tự do, đẩy lùi nguy cơ mắc các bệnh ung thư. 7. Gạo lứt đen giúp phục hồi vết thương. Gạo lứt đen chứa nhiều protein có tác dụng cao trong việc hình thành và tăng khối lượng cơ bắp. Đồng thời, gạo đen còn là sự lựa chọn tuyệt vời với những người ăn chay, giúp cung cấp lượng protein cần thiết mỗi ngày mà không cần thiết ăn cá, thịt. 8. Chống lại các dị tật bẩm sinh. Hàm lượng vitamin có trong gạo lứt đen rất đa dạng, bao gồm folate, vitamin B9 hay acid folic. Theo nghiên cứu, chất này có tác dụng chống lại các dị tật bẩm sinh của thai kỳ trong bụng mẹ. Do vậy, mẹ bầu nên thường xuyên bổ sung thêm gạo lứt vào khẩu phần ăn mỗi ngày. Cách làm trà gạo lứt đậu đen. Nguyên liệu cần chuẩn bị: 200g đậu đen, 200g gạo lứt đen, nước, chảo. Cách làm trà gạo lứt đậu đen giảm cân. Bước 1. Gạo lứt sau khi mua về đem vo, rửa sạch, sau đó để ráo nước. Bước 2. Đậu đen cũng rửa sạch sau đó để khô và ráo nước. Bước 3. Bắc chảo lên bếp, cho gạo lứt và đậu đen vào chảo rang. Lưu ý đảo đều để hạt chín đều không bị cháy. Khi đậu đen và gạo lứt xuất hiện mùi thơm và khô đều thì bạn có thể tắt bếp. Bước 4. Cho một nồi nước đun sôi lên bếp, đổ phần đậu đen và gạo lứt vào nồi đến khi nước sôi thì hạ thấp lửa, đun cho tới khi hạt mềm là có thể tắt bếp. Bước 5. Chờ nguội lọc lấy phần nước và bảo quản trong tủ lạnh uống dần. Do nhu cầu sử dụng của người tiêu dùng ngày càng cao dẫn tới sự xuất hiện các cửa hàng, địa điểm bán gạo lứt rất nhiều. Tuy nhiên, để đảm bảo sức khỏe cũng như đạt được tối đa hiệu quả, lợi ích mà gạo lứt mang lại thì bạn nên chọn mua gạo lứt đen tại những cơ sở, thương hiệu uy tín. Nông sản Dũng Hà là một trong những thương hiệu uy tín mà bạn có thể an tâm chọn mua, cam kết cung cấp sản phẩm chất lượng tới tay người tiêu dùng với giá cả phải chăng. Đến ngay Nông sản Dũng Hà để mua hàng trực tiếp hoặc liên hệ 19009 86865. Hãy sub kênh để theo dõi review về các sản phẩm nông sản khác nhé!